Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Điều tra phá án. Thưa quý vị, công an là người nắm rõ pháp luật, đại diện cho pháp luật để thực thi nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của xã hội. Thế nhưng thời gian vừa qua đã có không ít những vụ cựu công an gây án, gây rúng động dư luận. Là nữ đại úy công an, thế nhưng lại có những hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Đó sẽ là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị ngày hôm nay. Vào chiều ngày 11 tháng 8, trong quá trình hành khách làm thủ tục check-in tại quầy thủ tục A Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi đó bà Lê Thị Hiền đi cùng hai người khác làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong quá trình nữ đại úy Hiền gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng đã yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm một vali. Khi không được đồng ý, bà Hiền tỏ thái độ bức xúc và có lời lẽ xúc phạm nhân viên hàng không. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, sau khi không được gửi thêm hành lý, bà Hiền đã đồng ý xách tay vali đi gửi theo diện mất phí và đại diện hãng cũng giải quyết cho bà Hiền đi. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển lên khu vực soi chiếu an ninh, hành khách làm mất thẻ lên máy bay. Tại quầy 1A, bà Hiền lại tiếp tục lớn tiếng thóa mạ nhân viên hàng không. Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Lê Thị Hiền để đảm bảo an ninh an toàn. Sau khi bị hủy chuyến, trong lúc bà Hiền ở khu vực của cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà này tiếp tục to tiếng, thóa mạ, chống người thi hành công vụ. Cụ thể, bà Hiền dùng tay xô đẩy, túm tóc nhân viên an ninh hàng không, gây mất an ninh trật tự công cộng. Không những vậy, hành khách này còn la hét kêu cứu và vu vạ là mình và con bị các nhân viên an ninh đánh. Ngay lập tức, vụ lộn xộn này đã được các hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi lại và phát tán trên mạng xã hội. Ngày 17 tháng 8, đồn công an cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và phạt hành chính 200.000 đồng đối với bà Hiền. Ngày 23 tháng 8, công an quận Đống Đa ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Hiền để kiểm điểm, làm rõ sự việc. Ngày 24 tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam có quyết định cấm bay trong 2 năm đối với bà Hiền, đồng thời áp dụng kiểm tra trực quan bắt buộc trong vòng 1 năm đối với người này sau khi hết thời hạn cấm bay. Ngày 15 tháng 11, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, quận ủy Đống Đa, Hà Nội đã khai trừ đảng nữ đại úy Lê Thị Hiền, 36 tuổi, trú tại Hà Nội, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, người đã gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 8. Năm 2019, bị can Lê Thị Hiền và Vũ Anh Hoàng, sinh năm 1991, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Thăng, sinh năm 1992, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cùng góp khoảng hơn 2 tỷ đồng mở quán Magic Lounge, đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, kinh doanh đồ uống bóng cười. Theo phân công, Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic Lounge. Thăng phụ trách chạy quảng cáo để tìm kiếm khách, còn Hiền quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và lo mảng đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo phần trăm góp vốn của mỗi người. Đến tháng 3 năm 2020, ba người trên ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang, sinh năm 1993, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, lên chương trình hoạt động cho quán với 3 mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng. Cụ thể, tháng thứ nhất là xây dựng, tuyển chọn và đào tạo 50 nhân viên đặt bàn, 6 nhân viên phục vụ bàn, một bảo vệ, kèm điều kiện kinh doanh số tháng phải đạt 1,6 tỷ đồng. Các tháng tiếp theo nâng dần doanh số hàng tháng lên. Nếu sau 3 tháng không đạt được mục tiêu trong hợp đồng, Trang sẽ phải làm tiếp để khi nào đạt được thì thôi. Mọi hoạt động hàng ngày của quán sẽ được nhân viên báo cáo trực tiếp qua các nhóm riêng trên ứng dụng mạng xã hội để các cổ đông nắm được. Đồng thời, nắm thông tin qua Đinh Quốc Dũng, sinh năm 1996, trú tại Ninh Bình. Sau khi ký hợp đồng, Trang bắt đầu tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động của quán qua Facebook cho nhóm cổ đông. Trong đó có nội dung cách thức hoạt động, tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, họ sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, trái cây, đồ uống, rượu bia, bóng cười để khách phải thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị. Do dịch bệnh Covid-19, quán Magic Lounge không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3 năm 2021. Trang dùng nữ nhân viên của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo, hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán lên. Sau đó, các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền. Đồng thời, quán thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam. Những người này có nhiệm vụ như bảo kê, đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền. Do đó, trong tháng 3 năm 2021, Trang hoàn thành tất cả các mục tiêu ký hợp đồng. Thế vậy, nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang hợp đồng mới, mục tiêu để Trang tiếp tục đem lại lợi nhuận.
Trang nói với Hoàng và Thăng, nếu còn áp dụng ép khách với hình thức nêu trên thì rất dễ liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, Hoàng Thăng yêu cầu Trang đẩy mạnh hơn nữa để đạt được doanh thu. Nếu liên quan đến pháp luật, đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết. Sau khi thỏa thuận thống nhất, Hoàng Thăng trao đổi lại với Hiền, mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu 31 triệu đồng để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý. Đã xảy ra việc nhân viên đánh khách khi họ không chịu trả tiền vì bị dí bưu nên quán bị bóc phốt trên các trang mạng xã hội. Trong vụ việc, một nam thanh niên 22 tuổi, quê Từ Sơn, Bắc Ninh, bị nhân viên quán dí bưu với tổng số tiền đến gần 39 triệu đồng, Hiền đã trực tiếp xuống quán để giải quyết. Sau đó, Hiền nhắn tin cho Nguyễn Thế Dũng để dặn gặp những khách có quan hệ như thế thì đừng dí bưu. Cáo trạng xác định, với hình thức nêu trên, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng. Ngày 24 tháng 9, sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội tuyên án 18 bị cáo trong vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận. Trong số các bị cáo, có Lê Thị Hiền, 39 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, là cựu đại úy công an, người từng mắng chửi nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8 năm 2019. Sau hành vi trên, bà Hiền bị kỷ luật, giáng cấp đại úy xuống trung úy rồi cho xuất ngũ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản. 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 8 năm tù cùng tội danh trên. Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm. Ba giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 2014, người dân phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ giật mình thức giấc khi nghe nhiều tiếng súng nổ vang trong nhà nghỉ 555 hướng mặt ra quốc lộ 91. Hàng chục cảnh sát cơ động và hình sự đặc nhiệm đang vây giáp tòa nhà 6 tầng. Lúc này, thanh niên cầm súng loại AK bán gấp, khống chế bảo vệ nhà nghỉ kéo lên lầu, yêu cầu mọi người không đi theo, đồng thời nã nhiều phát đạn về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Hai cảnh sát được cho là đã nhanh chóng đạp ngã xe xung quanh để né đạn của tên này. Sau hơn 3 giờ cố thủ, cảnh sát đã khống chế được thanh niên có súng, giải thoát con tin. Thủ phạm gây ra vụ việc này được xác định là trung sĩ công an Tống Hoàng Phúc, khi ấy 21 tuổi, được phân công bảo vệ đài phát sóng VN2. Phúc là con trai duy nhất trong gia đình có cuộc sống tương đối khó khăn ở khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Long, quận Ô Môn. Đi nghĩa vụ 2 năm, thời gian gần đây anh có ý buồn một số đồng đội cùng đơn vị khi nghe thông tin bị chê là con nhà nghèo. Bản thân có quan hệ tình cảm với một cô gái cùng tuổi nhưng xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã và bị cô đề nghị chia tay khiến Phúc suy nghĩ bế tắc. Chiều 15 tháng 4, viên trung sĩ lấy khẩu súng AK bán gấp với 3 hộp đạn khi đơn vị vắng người rồi hẹn cô gái tìm nơi tâm sự. Không gặp được người yêu, tối đó Phúc thuê phòng ở tầng 5 nhà nghỉ 555 đối diện với quốc lộ 91 và tiếp tục điện thoại nhưng cô gái vẫn không đến. Gần 3 giờ sáng, vị khách này gọi nhà nghỉ nấu cho tô mì. Năm nhân viên mang thức ăn lên phòng phát hiện Phúc lăm le khẩu súng đen ngòm. Anh này chưa kịp chạy ra thì bị khống chế, trói vào góc cầu thang. Chờ gần nửa giờ, một số nhân viên khác của nhà nghỉ không thấy đồng nghiệp xuống nên lên tìm và bị Phúc nổ súng hù dọa nên nhà nghỉ báo cảnh sát. Khi công an phường đến nơi, Phúc quát: "Dừng lại nếu không ta bắn." Rồi nã đạn về hướng lực lượng làm nhiệm vụ nhưng mọi người tránh kịp. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ báo cáo cho lãnh đạo thành phố và các đơn vị có liên quan, tiến hành lập Ban Chỉ huy Thống nhất thành phố do đích thân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ huy. Lực lượng hình sự đặc nhiệm, cơ động, tức tốc lên phương án giải cứu con tin, đột nhập nhà nghỉ trong tình huống đạn rơi vãi từ trên lầu xuống đất. Nhân viên nhà nghỉ, khách trọ nhanh chóng được sơ tán an toàn. Anh ta cầm súng, kéo người bị trói lên sân thượng, bắn nhiều phát xuống sân. Một lúc sau, hàng chục cảnh sát cơ động được đưa đến bao vây toàn khu vực. Một nhân viên nhà nghỉ cho biết, tầng 1 của nhà nghỉ được một ngân hàng thương mại cổ phần thuê làm nơi giao dịch. Tầng 2 là khu vực phòng ở gia đình. Từ tầng 3 trở lên, kinh doanh dịch vụ lưu trú nên cảnh sát thận trọng đưa gia chủ, nhân viên và khách thuê phòng ra ngoài. Thang máy bị vô hiệu, chỉ chứa duy nhất một lối thoát là thang bộ để đặc nhiệm hình sự hóa trang tiếp cận mục tiêu. Khi nghe cảnh sát phát loa yêu cầu bỏ súng đầu hàng, Phúc đáp trả bằng những phát đạn. Phúc yêu cầu nhà chức trách đưa người yêu đến nhưng không được đáp ứng.
Sau đó Phúc đòi gặp cha mẹ và đề nghị công an cho một cô gái lái ô tô đầy xăng đến chở Phúc đi tìm người yêu. Phúc nổ súng loạn xạ khoảng 30 lần sau khi yêu cầu này tiếp tục không được chấp thuận. Để gây áp lực, Phúc liên tục bắn vào tường, kính, trên sân thượng, hướng bến xe và cây xăng Ô Môn gần đó. Theo lời Phúc thì bản thân không có ý định làm ai bị thương, chỉ muốn thị uy để được gặp người yêu. Đến sáng, khi cha mẹ lên nói chuyện khuyên nhủ, Phúc khóc, nói vài lời rồi tháo băng đạn khỏi súng và đầu hàng. Theo đại tá Nguyễn Minh Kha, nay là thiếu tướng công an, giám đốc công an thành phố Cần Thơ lúc bấy giờ cho biết, hành động của Phúc không mang động cơ cướp tài sản hay đánh đập người bị bắt giữ, chỉ đơn thuần là do phát sinh mâu thuẫn tình cảm trai gái. Trong ngày, đại tá Kha đã ký quyết định tước quân tịch công an nhân dân đối với Phúc để cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam, củng cố hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 12 năm 2014, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ khai mạc phiên xử Tống Hoàng Phúc, nguyên trung sĩ nghĩa vụ công an thuộc sự quản lý của Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an thành phố Cần Thơ, làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu đài phát sóng VN2 ở huyện Cờ Đỏ. Phúc bị truy tố về 5 tội danh: sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Trong chiếc áo đỏ thẫm, chưa một lần nhìn lên hội đồng xét xử, bị cáo tỏ ra khá thành cần, thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai về động cơ gây ra hàng loạt tội. Theo cáo trạng, tối 15 tháng 4, sau khi nhậu cùng các đồng đội trong đơn vị, Phúc nhận được điện thoại của bạn gái nói lời chia tay. Buồn bã, viên trung sĩ có ý định nên qua phòng anh Đoàn Hoàng Tặng tìm chìa khóa, mở kho vũ khí, lấy khẩu AK bắn xếp, 2 chiếc còng cùng 3 băng đạn. Sau đó, Phúc quay lại phòng lấy áo khoác và lục ba lô của anh Tặng, lấy gần 3,5 triệu đồng, rồi lái xe về hướng trung tâm quận Ô Môn. Trên đường đi, bị cáo Phúc đã lắp một băng đạn và khẩu AK bắn xếp, lấy áo khoác quấn khẩu súng lại, để ở ba ga trước của xe. 2 băng đạn còn lại và 2 chiếc còng anh ta cất vào lưng quần. 1 giờ 10 phút ngày 16 tháng 4, Phúc đến nhà nghỉ 555, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thuê phòng số 34, bao cho một nhân viên Nguyễn Bé Lữ 100.000 đồng. Sau đó, anh ta lên sân thượng rồi quay xuống kêu nhân viên tiếp tân đem 2 tô mì và 2 chai nước suối. Khi anh Lữ mang thức ăn lên thấy Phúc có súng, chưa kịp phản ứng đã bị trung sĩ chĩa súng vào người, yêu cầu đứng yên. Sau khi lấy một chiếc còng khóa tay anh này lại và cho nằm trên giường Phúc ăn mì. Tiếp đó, trung sĩ 21 tuổi lấy hơn 3,3 triệu đồng để vào túi quần Lữ, nói là cho, rồi đưa anh này lên sân thượng còng vào một cái bàn. Khoảng 2 giờ 30, 3 nhân viên khác của nhà nghỉ lên sân thượng tìm anh Lữ. Ngay lập tức, Phúc giương súng nói, đứng lại không tao bắn. Mọi người quay đầu tháo chạy thì bị Phúc nổ súng bắn theo nhưng không trúng. Khi thấy 4 cán bộ chiến sĩ công an phường Châu Văn Liêm chạy xe máy đến, Phúc đã từ sân thượng đe dọa, dừng lại nếu không tao bắn. Anh ta liền nhắm bắn ngay đầu xe của phó trưởng công an phường Châu Văn Liêm là Nguyễn Phong Lưu 1 phát và bắn 2 đến 3 phát theo hướng xe của 2 công an phường vừa chạy vào, nhưng tất cả không trúng đạn. Phúc ra yêu sách phải đưa đến một ô tô đổ đầy xăng do tài xế nữ cầm lái và trên xe phải có người yêu mình. Để gây áp lực, nam thanh niên này dùng súng bắn vào tường, kính trên sân thượng. Cứ khoảng 15 phút, anh ta lại bắn 2 đến 3 phát đạn xung quanh. Có lúc, Phúc nhắm bắn về hướng bến xe quận Ô Môn và cây xăng gần đó làm bể kính 2 ô tô và trụ bơm xăng. Công an thành phố Cần Thơ phân công đại đội cảnh sát cơ động và lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đến hiện trường phối hợp với công an địa phương triển khai phương án xử lý tình huống giải cứu con tin. Giám đốc công an thành phố Cần Thơ vừa thuyết phục Phúc buông súng, vừa đưa cha mẹ anh ta đến kêu gọi. Đến 6 giờ 40 phút cùng ngày, Phúc buông súng khi thấy cha mẹ đang tiến lại gần. Phúc cho biết rất hối hận về những gì đã xảy ra. Giải thích về số tiền trộm của đồng đội, nhưng sau đó lại cho anh Lữ khi bị bắt làm con tin. Phúc nói, vì bị cáo bắt oan anh ấy, muốn bù đắp. Trả lời hội đồng xét xử, anh Nguyễn Bé Lữ, tức con tin bị khống chế cho biết, khi nhận phòng, bị cáo Phúc cho 100.000 đồng. Sau đó, khi mang mì gói và nước suối vào phòng, thì bị Phúc giơ súng lên trước mặt, rồi khống chế và còng tay lại. Sau đó, bị cáo đưa tôi lên sân thượng. Ở đây có nghe Phúc nói chuyện điện thoại với ai đó, bị hại kể. Còn ba nhân viên khác của nhà nghỉ là Võ Chí Tâm, Tô Văn Tiến và Dương Tấn Ngọc trình bày. Khi chờ lâu không thấy anh Lữ xuống nên cả ba lên sân thượng tìm. Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy anh Lữ bị còng tay và nghe tiếng Phúc la lớn, đứng yên nếu không ta bắn. Do trời tối, cả ba đều không nhìn rõ người khách có cầm súng hay không. Sợ hãi, các thanh niên này bỏ chạy xuống cầu thang và nghe tiếng súng nổ nhưng không ai bị thương. Tại phiên tòa,
các nhân viên nhà nghỉ không đòi bồi thường thiệt hại và mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tống Hoàng Phúc. Lúc đó tôi cũng sợ, nhưng Phúc không hăm dọa và có kể hoàn cảnh gia đình cùng chuyện bạn gái đòi chia tay. Tôi thấy bị cáo không làm hại gì tới mình và cũng thông cảm cho Phúc nên mong muốn hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, anh Lữ trình bày. Có mặt tại phiên tòa, ông Nguyễn Phong Lưu, Phó trưởng Công an phường Châu Văn Liêm, cho biết hôm xảy ra sự việc, ông trực chỉ huy tại trụ sở công an phường. Khi nhận tin báo, ông cùng với hai cán bộ công an đi đến nhà nghỉ. Lúc đó ông Phong nghe tiếng nói lớn từ trên sân thượng vọng xuống. Dừng lại nếu không ta bắn. Vài giây sau, loạt súng vang lên nhưng không trúng ông Phong và hai người đi cùng. Khi ổn định vị trí chiến đấu, vị phó trưởng công an báo cáo sự việc lên cấp trên để huy động thêm lực lượng hỗ trợ. Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Tống Hoàng Phúc mức án 9 năm 9 tháng tù cho 5 tội danh. Cụ thể, 4 năm tù vì sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 3 năm 6 tháng tù vì tội danh đe dọa giết người, 1 năm tù vì tội bắt giữ người trái pháp luật, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và 9 tháng tù với tội hủy hoại tài sản. Ông Tống Hoàng Lâm, cha của Phúc chia sẻ, khoảng 5 giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 2014 thì biết tin con trai khống chế một người tại nhà nghỉ 555. Hai vợ chồng ông tức tốc chạy đến. Lúc này tại hiện trường rất đông người. Thì thoảng, Phúc nổ vài phát súng để lực lượng cảnh sát đáp ứng yêu cầu được gặp người yêu và cấp chiếc xe ô tô đủ xăng để anh ta rời khỏi thành phố an toàn. Có lẽ Phúc muốn người yêu lên gặp mình rồi cả hai cùng chết, một người dân chứng kiến kể. Khi đến hiện trường, bà Nguyễn Thị Phương Yến, 48 tuổi mẹ Phúc, ngã quỵ ôm mặt khóc. Nhiều lần ông Lâm gọi vào điện thoại của con để khuyên bảo nhưng Phúc không nghe. Trên sân thượng, Phúc vẫn cầm khẩu AK với 3 băng đạn. Còn phía dưới khách sạn, lực lượng công an một mặt đáp ứng các yêu cầu của Phúc, mặt khác kiên trì vận động đối tượng đầu hàng. Trong khi đó, nhiều tổ đặc nhiệm bí mật tiếp cận từng tầng lầu của nhà nghỉ, đưa những người đang lưu trú bên trong đến nơi an toàn. Khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng súng liền chạy ra xem thì thấy trên tầng thượng nhà nghỉ có một người chạy qua chạy lại. Lúc này chiếc xe khách đậu bên cạnh bị dính đạn bể kính, bên trong có hai người đang ngủ, may mà không bị thương. Một người lái xe ôm cho hay. Khi lên đến lầu 6, tôi gõ cửa nói Phúc buông súng đi con. Chuyện gì còn có đó, đừng làm hại ai hết, cha Phúc kể lại. Khi được người thân vận động, Phúc đã tháo băng đạn, bỏ súng xuống đất. Cùng lúc này một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố Cần Thơ tiếp cận hiện trường, khống chế đối tượng và giải thoát con tin an toàn. Bà Nguyễn Thị Phượng Yến nghẹn ngào nói, Phúc dại dột vì chuyện yêu đương chứ không có ý định làm hại ai, nó muốn gặp người yêu của nó. Theo gia đình, Phúc là con trai duy nhất. Sau khi thi rớt đại học, anh ta xin đi nghĩa vụ công an. Trong thời gian này, Phúc có quen và yêu một người con gái ở Cần Thơ. Nhiều lần anh ta dẫn cô gái về nhà ra mắt cha mẹ. Thời gian gần đây, không rõ giữa Phúc và người yêu xảy ra chuyện gì mà nó lại làm chuyện động trời này, bà Yến nói. Trước khi đi gây án, Phúc để lại một lá thư tuyệt mệnh với lời xin lỗi cha mẹ. Cụ thể, kính gửi cha mẹ của con, đứa con bất hiếu của cha mẹ từ rất lâu rồi, con rất ăn năn, hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ và sai lầm của con làm cho cha mẹ buồn phiền. Con biết đó là hành động sai của con, nhưng con không biết làm sao nữa, hay là bản tính con như vậy rồi. Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ nhiều lắm, con muốn trả hiếu cho ba mẹ, nhưng kiếp này con không làm được, con xin hẹn kiếp sau, kính chào ba mẹ. Ngày xét xử, khi Tống Hoàng Phúc bị kết án và dẫn giải ra xe tù, cha mẹ bị cáo đã khóc ngất trên ghế đá. Ngày 13 tháng 1, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận tin báo có một vụ bắt cóc xảy ra tại quán cà phê gần trường đại học Trà Vinh. Các đối tượng bắt giữ gồm một nữ sinh viên bị đưa lên ô tô 4 chỗ chạy về hướng huyện Càng Long. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi bắt người táo bạo ngay chỗ đông người giữa ban ngày khiến dư luận bất an. Các đối tượng đã ra tay manh động và liều lĩnh, khả năng không phải người địa phương. Qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và các mối quan hệ, cảnh sát xác định người bị bắt cóc là TBH, 21 tuổi, sinh viên trường đại học Trà Vinh. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, gia đình bị hại nhận được cuộc gọi đầu tiên của các đối tượng đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc. Nếu không đưa, H sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, gia đình vô cùng hoang mang lo lắng. Sau đó, các đối tượng gọi điện, nhắn tin hối thúc, liên tục thay đổi địa điểm giao tiền. Khi thì Vĩnh Long, Vàm Cống, rồi chuyển qua Long Xuyên, An Giang, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Cần Thơ.
nhóm thanh niên này liên tục cúp máy rồi lại mở điện thoại, khiến gia đình bị hại thêm hoang mang. Mẹ của nạn nhân được công an hỗ trợ, đã yêu cầu các đối tượng không được tắt điện thoại để liên lạc địa điểm giao tiền. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau khi bản tính kỹ mọi phương án, đích thân tôi cùng mẹ nạn nhân lên ô tô đi giao tiền chuộc. Trên đoạn đường từ Trà Vinh đi An Giang, có trên dưới 10 cuộc gọi và tin nhắn hối thúc đưa ra địa điểm giao tiền. Lần sau cùng, các đối tượng gọi điện yêu cầu giao tiền ở một trạm thu phí gần Long Xuyên rồi tắt máy không liên lạc được. Lúc này, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 14 tháng 1, ô tô đã di chuyển đến địa phận quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Do không liên lạc được với các đối tượng, công an đã chọn giải pháp cho mẹ của nạn nhân ôm tiền đứng cạnh quốc lộ, đại tá Quân nói. Đến gần 5 giờ sáng cùng ngày, có một chiếc taxi chạy đến. Hai đối tượng nhảy xuống xe, giật cọc tiền. Mẹ của nạn nhân hét lên, con tôi đâu? Lúc này, nữ sinh viên bị các đối tượng đẩy từ xe ra ngoài. Ngay lập tức, công an ập đến bắt giữ các đối tượng cùng tang vật. Tất cả 3 đối tượng tham gia vụ bắt cóc tống tiền bị bắt giữ là Nguyễn Quốc Toàn, 28 tuổi, Trần Minh Hiếu, 24 tuổi, cùng ngụ tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, và Nguyễn Chí Tâm, 30 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Cả 3 khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, nên đã lên kế hoạch làm quen qua Zalo, tìm cách hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền. Đại tá Quân cho biết, đối tượng Nguyễn Quốc Toàn từng công tác ở công an huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, do nợ nần nên Toàn đã xin ra khỏi ngành. Năm 2019, Nguyễn Quốc Toàn đầu tư làm ăn và thua lỗ vài trăm triệu đồng. Khi Toàn biết quê vợ anh ta ở Trà Vinh có một nữ sinh con của gia đình giàu có, nên Toàn đã nảy sinh ý định bắt cóc nữ sinh này để đòi tiền chuộc là 5 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi bắt cóc, Toàn nhờ vợ xin số của nữ sinh này để mai mối cho một người bạn. Sau khi có được số điện thoại, Toàn nhắn tin cưa nữ sinh và bảo rằng mình chưa có vợ. Trước tình cảm của Toàn, nữ sinh đồng ý gặp mặt. Để nữ sinh an tâm, Toàn rủ thêm 2 người bạn nữ khác ngụ tại thành phố Cần Thơ đi cùng trong ngày gặp mặt đầu tiên. Trước khi gây ra vụ bắt cóc 1 tháng, Toàn gọi điện thoại cho Tâm từ thành phố Hồ Chí Minh xuống miền Tây. Toàn bịa chuyện rằng đang có nhiệm vụ đặc biệt cần bắt cóc một phụ nữ từ Trà Vinh đưa về Vĩnh Long. Sau khi hoàn thành sẽ trả công 200 triệu đồng. Tâm đồng ý. Toàn vay mượn và chuyển vào tài khoản Tâm 50 triệu đồng. Toàn hẹn Tâm xuống thị xã Bình Minh, huyện Vĩnh Long gặp mặt. Sau đó cùng sang Trà Vinh khảo sát nhà của Hát để bắt cóc. Cả hai dò hỏi quy luật sinh hoạt của gia đình nữ sinh thì biết Hát học tại thành phố Trà Vinh và rất ít khi về nhà. Lúc đầu, Toàn định lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Hát trên đoạn đường vắng từ thành phố Trà Vinh về huyện Cầu Kè. Tuy nhiên, kế hoạch này không khả thi nên gã hẹn Hát ra để bắt cóc. Trước khi thực hiện vụ bắt cóc 1 tuần, Toàn rủ Trần Minh Hiếu, 24 tuổi và Thạch Hoàng Sơn, 29 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Cần Thơ sang Trà Vinh chơi, nhưng mục đích là giới thiệu làm quen với Hát. Sau đó, Hiếu và Sơn cùng đi xe máy sang Trà Vinh. Toàn hẹn nữ sinh Hát ra một quán cà phê ở thành phố Trà Vinh để tặng chai nước hoa. Toàn đưa chai nước hoa cho Hiếu và Sơn để vào quán cà phê tặng cho Hát. Thời điểm này, gã cũng gọi điện thuê một chiếc taxi chờ sẵn, khi nào có cơ hội sẽ ra tay bắt cóc Hát. Toàn nói với tài xế, đi tìm em gái bỏ theo trai nên gia đình yêu cầu bắt về nhà để che đậy việc bắt cóc. Do khu vực Hát hẹn gặp khá đông người, Toàn không thể thực hiện được việc bắt cóc. Còn Hiếu và Sơn sau khi vào quán uống nước tặng quà cho Hát xong thì ra về. Tối đó, Toàn tiếp tục nhắn tin hẹn Hát gặp mặt ở nơi vắng vẻ để có cơ hội bắt cóc nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, sau đó Toàn tiếp tục nghĩ cách bắt cóc nữ sinh này. Sau những lần tin nhắn tỏ tình thất bại, Toàn nghĩ kế sách không yêu thì đòi lại quà. Toàn nhắn cho nữ sinh đòi lại chai nước hoa đã tặng. Theo đó, nếu nữ sinh đồng ý đến điểm hẹn, gã sẽ bố trí người bắt cóc đưa lên ô tô. Lần này, Toàn gọi cho 2 người bạn tại thành phố Hồ Chí Minh tên là Hưng và Hoàng xuống giúp sức. Tao có nhiệm vụ đặc biệt cần 2 thằng mày hỗ trợ, Toàn nói. Theo yêu cầu của Toàn, 2 người này chỉ cần bắt một người phụ nữ đưa lên ô tô chở từ Trà Vinh đến khách sạn ở thành phố Vĩnh Long là có 200 triệu đồng. Tao hẹn nó đến quán cà phê. 2 đứa mày bắt cóc đưa lên ô tô chờ sẵn trở về khách sạn Xuân Hương, thành phố Vĩnh Long và giữ người chờ tao đến giao là xong. 12 giờ hôm sau, tao mang tiền lên thành phố Hồ Chí Minh, Toàn nói. Sáng 13 tháng 1, Toàn nhắn tin cho nữ sinh hẹn đến quán cà phê Thảo Nguyên gần trường đại học Trà Vinh để đòi lại món quà đã tặng. Nữ sinh đồng ý. Toàn gọi cho tài xế ô tô dịch vụ từ Vĩnh Long sang,
chờ sẵn trước quán cà phê và chỉ cho Hưng và Hoàng biết. Toàn bố trí Tâm ngồi một mình, còn mình cùng với Hưng và Hoàng ngồi phía trong quan sát. 10 giờ, nữ sinh cùng với bạn đến quán cà phê. Tâm ra hiệu cho nữ sinh đến để trả lại gói quà. Nữ sinh vừa quay mặt đi, Toàn chỉ đạo Hưng và Hoàng bắt cóc đưa lên xe. Hai người này túm tóc, khống chế nữ sinh lên ô tô chờ sẵn và tẩu thoát về hướng Vĩnh Long. Ô tô vừa rời khỏi, Toàn và Tâm lấy xe máy rời đi. Hoàng và Hưng khống chế và đưa nữ sinh vào phòng khách sạn ở Vĩnh Long chờ Toàn đến. Khi gặp mặt, Toàn lấy 5 triệu đồng đưa cho cả hai quay về thành phố Hồ Chí Minh. Hưng và Hoàng rời khỏi, Toàn và Tâm ngồi bàn bạc. Nhiệm vụ đã xong rồi, dầu uy hiếp gia đình của Hát lấy thêm 3 tỷ. Xong việc, tao chi thêm cho mày 100 triệu đồng, Toàn nói. Tâm gật đầu đồng ý. Toàn lấy số điện thoại của nữ sinh, nhắn tin cho mẹ nạn nhân, yêu cầu phải chuẩn bị 5 tỷ đồng. Nhắn xong, Toàn tắt máy và gọi taxi đưa nữ sinh đi nơi khác để tránh bị cơ quan công an phát hiện. Trên đường đi, Toàn liên tục thay đổi khách sạn và di chuyển bằng taxi. Toàn đưa nữ sinh về khách sạn Thảo Nguyên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tại đây, Toàn mở máy điện thoại, yêu cầu nạn nhân gọi cho gia đình. Máy nói gia đình chuẩn bị 5 tỷ, mang đến trạm thu phí ở An Giang, Cần Thơ. Toàn đe dọa và cấm gia đình nạn nhân báo cơ quan công an. Sau cuộc gọi, Toàn tắt máy. Đến khoảng 4 giờ sáng, Toàn mở máy để nữ sinh gọi điện cho người thân. Qua điện thoại, mẹ nữ sinh trả lời đã chuẩn bị đủ 5 tỷ đồng theo yêu cầu và đang đứng ở điểm hẹn. Toàn cùng Tâm đưa nữ sinh lên taxi di chuyển đến khu vực trạm thu phí. Bên trong taxi, Toàn quan sát thấy mẹ nữ sinh ôm túi sách đứng ven quốc lộ nên khá yên tâm. Toàn nói Tâm bước xuống nhận tiền. Tâm vừa giật túi sách trên tay của mẹ nạn nhân thì tổ công tác đặc biệt do Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh và Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ập đến bắt giữ, giải cứu nữ sinh an toàn. Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải, 24 tuổi, trú tại 376/17, đường Nguyễn Hoàng, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Khi gây án, Hải là thiếu úy, công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng. Nạn nhân là chị Lê Thị Lan Vi, 24 tuổi, trú tại 82 đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Vợ sắp cưới của Hải, chị bị tạt axit thương tích 46%. Do vừa trải qua 15 ca phẫu thuật nên sức khỏe còn yếu, nạn nhân không tham dự phiên tòa. Theo cáo trạng, Hải đăng ký kết hôn với chị Lê Thị Lan Vi, 24 tuổi, ngụ tại 82 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, ngày 28 tháng 12 năm 2017. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày Hải vô tình đọc được tin nhắn của Vi với đồng nghiệp nên ghen tuông. Hải nói với cha mẹ Vi nhưng không giải quyết được vấn đề nên cảm thấy ức chế, nóng giận. Tại tòa, bị cáo Hải không cần luật sư mà tự bào chữa. Hải cho rằng bản án của tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích là đúng người đúng tội. Hải cho rằng mình tạt axit vợ sắp cưới trong tình trạng nóng giận, ghen tuông do nghi ngờ chị nhắn tin với người đàn ông khác. Bị cáo hành động chỉ với mục đích đe dọa, hủy hoại nhan sắc của chị Vi chứ không có ý định tước đoạt tính mạng. Tuy nhiên, cha mẹ nạn nhân là ông Lê Quốc Vũ và bà Mai Thị Lạc, người được ủy quyền và là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án, đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo. Theo ông Vũ, thực tế Hải tạt axit 3 lần vào con gái ông. Lần thứ nhất trúng vào mặt, lần thứ hai trúng vào lưng và lần thứ ba thì bị cáo ném bình axit vào người chị Vi. Ông đề nghị xử bị cáo tội giết người mới tương xứng với những đau đớn mà con gái ông phải trải qua. Đại diện viện kiểm sát cho rằng dựa trên cơ sở toàn bộ lời khai của bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng như tài liệu, chứng cứ, hồ sơ vụ án, có thể khẳng định Hải chuẩn bị axit với mục đích tạt vào người chị Vi. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo không có mục đích tước đoạt tính mạng mà là gây tổn thương cho nạn nhân về mặt sức khỏe, nhan sắc. Đại diện viện kiểm sát nhận thấy không có đủ căn cứ cho rằng bị cáo Hải phạm tội giết người. Bản án cấp sơ thẩm xử bị cáo tội cố ý gây thương tích là có cơ sở nên đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm. Luật sư của bị hại cho rằng không thể căn cứ vào lời khai của bị cáo là chỉ có ý định gây thương tích. Việc truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích là không đúng với hậu quả gây ra. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với Hải, yêu cầu truy tố bị cáo tội giết người. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Tòa Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hải 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Không đồng tình với bản án này, bị hại đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên phúc thẩm, nạn nhân là chị Lê Lan V, sinh năm 1995, vợ sắp cưới của Hải xin vắng mặt. Người ủy quyền của bị hại và cũng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là cha mẹ chị V đã có mặt. Trước đó, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Hải 6 năm tù cùng về tội danh trên. Sau đó, phía bị hại đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Cùng ngày, chị V cho biết không đến được phiên tòa phúc thẩm vì sức khỏe không đảm bảo. Chị cho hay phiên sơ thẩm, tòa tuyên phạt Hải 6 năm tù và phải bồi thường 618 triệu đồng cho tất cả tổn thương về sức khỏe, tâm lý và hình hài là chưa thích đáng. Theo tôi, mức án ấy là chưa đủ sức răn đe những kẻ nung nấu ý định phá hủy cuộc đời của người khác, không cần đếm gươm dao súng đạn. Theo chị V, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được dù chỉ một đồng tiền bồi thường thiệt hại. Một người học trường lớp phòng cháy chữa cháy nhưng trong phiên tòa sơ thẩm mở miệng ra là nói không biết tác hại của axit. Điều này chẳng khác nào ví von một kẻ cầm súng bắn chết người nhưng lại biện hộ rằng không biết sau khi bắn người ta sẽ chết, chị V nói. Chị V xót xa. Tôi không biết bản thân tôi và gia đình phải đấu tranh tới khi nào nữa. Bố mẹ lớn tuổi còn phải chịu đựng mỗi ngày nhìn con mình đau đớn lịm đi sau những ca phẫu thuật. Có ai hiểu cảnh này không? 15 ca phẫu thuật và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nợ nần thì nhân lên từng ngày. Đau đớn tôi phải chịu, nợ nần bố mẹ phải gánh chịu. Vậy còn kẻ kia chỉ vài năm tù rồi lại ra tù, liệu có công bằng? Từ một nữ nhân viên chăm sóc khách hàng, cửa hàng điện thoại năng động, xinh đẹp, giờ đây cơ thể Vi chẳng chịt những vết sẹo, nửa khuôn mặt cô bị biến dạng. Hàng ngày Vi phải làm bạn với chiếc giường bệnh của Viện Bỏng Lê Hữu Trác Hà Nội. Mọi việc đều nhờ vào sự giúp đỡ của bố. Căn phòng nơi Vi chữa trị cũng có gần 10 người bị axit hủy hoại, nhưng ai nấy đều xót xa thương cảm với Vi sau những gì mà cô đã phải trải qua. Vi cho biết cô và Hải quen nhau từ năm 2016. Trước đấy cả hai là bạn học cấp 3 nên cô có biết về Hải. Sau khi gặp lại, cả hai tìm hiểu và yêu nhau. Theo lời của cô gái, thời điểm đó Hải là người rất tốt, yêu thương và chiều chuộng cô, lại có công việc ổn định. Nửa năm sau khi tìm hiểu, cả hai thấy rất hợp nhau nên đã tính chuyện kết hôn. Sau đó cặp đôi đã bàn với gia đình rồi tổ chức lễ đính hôn. Đến năm 2017, sau quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Nhưng cũng từ đây, Hải bộc lộ bản chất thật của mình. Từ việc chiều chuộng quan tâm tôi, giờ Hải rất hay cáu gắt, chửi tục với tôi. Dù tôi đúng hay sai, cũng phải là người chịu thua, nói lời xin lỗi trước. Hải rất hay ghen tuông vô cớ, thấy ai khen tôi xinh trên Facebook là đe dọa chém chết họ. Chính vì vậy có quãng thời gian những người bạn khác giới của tôi không dám trò chuyện gì với tôi cả. Trong quãng thời gian đó, Hải cũng nhiều lần đánh đập tôi. Có lần tôi phải nhập viện điều trị, nghỉ việc suốt 3 ngày. Sau đó hắn còn quỳ xuống xin lỗi, hứa sẽ không đánh đập tôi nữa. Nhưng mấy ngày sau lại đánh tôi, Lan Vi chia sẻ. Chứng kiến sự thay đổi đến khó tin của người chồng sắp cưới, trải qua những cuộc ghen tuông vô cớ, những trận đòn roi, Vi sợ hãi, trong tâm thức lúc ấy cô đã nghĩ đến việc chia tay. Những người bạn thân của cô sau khi biết chuyện cũng động viên an ủi, khuyên răn cô suy nghĩ lại. Bởi giờ mới chỉ đăng ký kết hôn, chưa ràng buộc về tài sản, con cái còn dễ sau này sẽ rất khó, không biết chuyện sẽ như thế nào. Sau quãng thời gian suy nghĩ, Vi quyết định chia tay với Hải, đem chuyện mình bị đánh đập qua gia đình Hải nói chuyện. Từ khi nói chia tay, Vi luôn sống trong sự sợ hãi, đi làm đều có người chở đi chở về. Nghe tin Vi chia tay, Hải nhất quyết không đồng ý. Từ chỗ van xin không được, Hải buông lời dọa nạt, thách thức, rằng nếu không lấy hắn, sau này yêu ai, cưới ai, Vi sẽ bị phá đám, sẽ bị trả thù, cuộc sống không yên ổn. Chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Vi nhận được cuộc điện thoại của Hải thông báo rằng đồng ý chia tay và muốn gặp mặt nhau để nói chuyện. Linh tính mách bảo cô gái có chuyện gì đó không ổn nên Vi không đồng ý gặp nhau ở quán cà phê, bảo Hải về nhà mình nói chuyện. Vốn là người đúng giờ từ trước đến giờ nhưng hôm nay Hải rất khác. Hẹn gặp 10 giờ kém nhưng đến 10 giờ vẫn chưa có mặt. Phải đến 10 giờ 10 ngày 1 tháng 1 năm 2019,
Hải mới có mặt tại nhà Vi. Lúc này gia đình Vi cũng sợ chuyện chẳng lành nên không cho con gái mình ra ngoài, bảo con xuống dưới nhà cùng bố mẹ. Lúc hắn đến, tôi và em gái đang ngồi ở trên gác nhà. Nghe tiếng xe máy của hắn, tôi chạy xuống nhà. Lúc ấy còn có bố và mẹ tôi. Hải vào nhà, tôi quay lưng lại, rót nước uống. Bất ngờ, hắn lấy lọ axit cất trong chiếc áo, hất thẳng vào mặt tôi. Bố mẹ tôi không kịp can ngăn, không biết hắn mang theo axit. Cả bố mẹ và tôi đều bị trúng axit, bố mẹ cố vùng vẫy đuổi hắn ra khỏi nhà. Còn tôi lúc đó, sợ hãi với đau đớn, ngồi gục dưới nền nhà khóc nức nở. Ngay lúc đó, người hàng xóm chứng kiến vụ việc, gọi công an đến còng tay đưa hắn đi. Bố mẹ tôi chạy vào nhà, lúc này mới biết tôi bị hắn tạt axit, vội vã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi vẫn nhớ rõ bố tôi vừa khóc vừa nói, cứu con tôi với, ai đó làm ơn cứu con tôi với. Tôi được đưa lên bệnh viện đúng 2 hôm, do vết bỏng quá nặng, tôi phải chuyển lên Hà Nội điều trị, Vi nhớ lại. Máy bay cất cánh từ Đà Nẵng, đưa cô gái trẻ ra Hà Nội chữa trị. Vi cho biết, thời điểm đó cô rất sợ và đau đớn. Từng nghe và đọc nhiều vụ việc về tạt axit, nhưng cô không thể ngờ việc đó lại xảy ra với mình. Tại viện bỏng Lê Hữu Trác, Vi trải qua 9 cuộc phẫu thuật để khôi phục những bộ phận bị axit hủy hoại. Trong đó có cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ. Vi bị cắt hai mí mắt, khâu mắt trái do đã dính phải axit, rồi phải phẫu thuật lấy vùng da ở lưng và chân đắp lên nửa khuôn mặt đã bị biến dạng vì axit. Những đau đớn về thể xác, nỗi ám ảnh về tinh thần. Nhìn bố mẹ vất vả vì mình, Vi bất lực. Cô sợ mất tương lai, nghĩ tiêu cực. Lúc đấy tôi rất đau đớn, thực hiện các cuộc phẫu thuật nhưng không đau bằng lúc bị tạt axit vào mặt. Ban ngày, tôi không được tiếp xúc với tủ, gương. Bố mẹ sợ tôi nhìn thấy mình lúc này sẽ buông xuôi. Tôi rất sợ đêm xuống, không dám ngủ, vì ngủ sẽ mơ thấy hắn, mơ thấy ác mộng. Giây phút lúc bị tạt axit lại hiện về. Tôi muốn có ánh sáng, có người nào đó bên cạnh để trò chuyện. Lúc ấy tôi cũng nghĩ tiêu cực lắm. Tôi sốc nguyên một tuần. Từng nặng 80 cân, tôi thực hiện giảm cân và xuống chỉ còn 46 cân. Vậy mà đùng một cái tôi lại bỗng nhiên mất hết tương lai và tôi mệt mỏi. Thương mình thì ít mà thương bố mẹ thì nhiều. Lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc buông bỏ lên chùa sống. Nhưng quãng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, bên cạnh tôi còn có bố mẹ, có anh em họ hàng, có bạn bè luôn bên cạnh an ủi, động viên. Bố mẹ tôi bảo rằng tôi đừng bao giờ bi quan, còn chút hy vọng bố mẹ sẽ làm tất cả vì con. Những người hàng xóm nghe tin tôi gặp nạn, dù ở xa không ra thăm tôi được, nhưng cũng hay gọi điện hỏi thăm, cùng nhau chung tay giúp đỡ bố mẹ tôi chút tiền lo cho tôi chữa bệnh. Lúc ấy tôi mới thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng. Mọi người đã vì mình thì mình cũng đừng làm họ thất vọng, đừng làm họ thêm đau lòng. Tôi quyết tâm vượt qua đau đớn, Vi nói trong nước mắt. Trải qua những cuộc phẫu thuật, được sự động viên của bác sĩ, bố mẹ cùng người thân, Vi quen dần với bệnh viện, quen dần với những vết thương hiện hữu trên cơ thể mình. Càng ngày, cô càng thấy mình cần phải sống, phải thật mạnh mẽ để không phụ lòng bố mẹ và những người tin yêu mình. Hơn 5 tháng điều trị tại Hà Nội, sức khỏe của Vi nay đã có chuyển biến, dự kiến hết năm nay cô có thể về nhà. Vi chia sẻ, mong muốn lớn nhất hiện tại là quá trình điều trị xong hết trong năm nay, hồi phục lại ít nhiều gương mặt như trước kia để đi làm, tự lo cho bản thân mình, không làm phiền bố mẹ mình nữa. Thay vào đó sẽ báo hiếu bố mẹ, nếu sau này có điều kiện Vi sẽ cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình. Nói về người đã gây ra tội ác với mình, cô gái chia sẻ, bản thân rất hận Hải, không bao giờ có thể tha thứ. Hắn đã phá hủy cuộc đời của cô, gây tội ác nhưng chưa một lần ăn năn hối hận. Bản thân cô cũng rất sợ sau này bị hắn tìm về trả thù. Cô gái nói thêm, cơ quan chức năng cần làm gì đó để hạn chế việc mua axit dễ như mua bó rau như hiện nay. Theo cô cần phải thay đổi tội tạt axit từ cố ý gây thương tích thành tội cố ý giết người. Tôi nghe công an kể lại, thời điểm khám nhà Hải, công an thu giữ 30 lít axit đậm đặc, nồng độ 98%. Nếu hôm đó tôi ra quán cà phê sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, gia đình họ có đến bệnh viện hỏi thăm tôi một lần, xin tôi giảm nhẹ hình phạt cho hắn. Bố mẹ tôi sinh tôi và nuôi tôi đến chừng này còn chưa dám làm gì, hắn có quyền gì mà làm như vậy, giờ lại còn muốn tha thứ. Nhiều người cũng hỏi sao lúc ấy không đâm chết hắn. Bố tôi bảo rằng hắn có chết thì cũng không đáng, phải sống để chịu tội những gì mình gây ra.
Tôi cũng mong chính quyền làm điều gì đó để ngăn chặn việc mua bán axit quá dễ dàng như hiện nay, để sau này không có nhiều trường hợp đau lòng như tôi nữa. Vi chia sẻ. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.